Chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Tất cả chúng ta vừa đến với một giai điệu đầy vui tươi và tràn đầy sức sống, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, bài hát được mang tên Quê Hương, Tình Yêu và Tuổi Trẻ, qua phần trình diễn của Võ Hà Trâm, Nguyễn Lê Bá Thắng, Mai Quốc Việt, Như Trang và Trần Vũ. Xin được cảm ơn các bạn thí sinh cũng như là các bạn trong vũ đoàn Chuông Gió. Còn bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào trong để chuẩn bị cho tiết mục dự thi của mình. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu danh ca Phương Dung và danh ca Thái Châu. Thưa quý vị, ngày hôm nay vị giám khảo chủ đề của chúng ta rất khác biệt với những vị giám khảo ở các mùa thi trước. Với hơn 20 năm ca hát, anh đã tạo ra xung quanh mình một không gian âm nhạc rất thú vị, đầy màu sắc. Những bài hát nhạc trẻ đình đám, những bản bolero bất hủ, những bài hát về quê hương đất nước. Anh dù ở dòng nhạc nào cũng cháy hết mình và không lẫn vào đâu bởi chất giọng và phong cách đặc biệt của mình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một hiện tượng rất đặc biệt của nhạc đại chúng Việt Nam trong khoảng 20 năm qua.
khởi đầu sự nghiệp bằng những bài hát nhạc trẻ, bằng phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn trên sân khấu và giọng hát lạ không lẫn vào đâu, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ ăn khách nhất Việt Nam. Đang ở đỉnh cao của một ngôi sao nhạc trẻ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ rẽ sang dòng nhạc xưa, nhạc bolero. Và với ảnh hưởng của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã mang lại một sức sống mới cho dòng nhạc này. Để những nghệ sĩ trẻ tự tin tiếp nối các tiền bối, tiếp tục thể hiện những tình khúc vượt thời gian. Không bao giờ ngại vượt qua một giới hạn nào, Đàm Vĩnh Hưng cùng lúc sở hữu những bài hit, những ca khúc ăn khách của nhiều dòng nhạc, nhạc trẻ, nhạc dance, nhạc xưa và cả dòng nhạc truyền thống. Đã 20 năm kể từ ngày được công chúng bắt đầu biết đến, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài trên con đường âm nhạc rất riêng biệt của mình và vẫn luôn ở vị trí hàng đầu. Được các nghệ sĩ đàn em coi như một hình mẫu phấn đấu, được các nghệ sĩ đi trước trân trọng nỗ lực lao động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng đã không chỉ là một hiện tượng nhất thời như nhiều năm trước người ta từng nghĩ, mà đã kịp để lại những dấu ấn đáng nhớ trong nhạc Việt, cũng như vẫn không ngừng tiếp tục khai phá con đường âm nhạc vẫn còn rất dài của mình. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy nghe tôi hát lần đầu tiên được đón tiếp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu này. Đàm Vĩnh Hưng thân mến, có lẽ là anh thì có rất nhiều bài hát và đã đóng dấu bài hát nào rồi, thì ít có ca sĩ trẻ nào dám hát lại bài hát đó. Ngày hôm nay, các bạn đồng nghiệp của, có thể nói là đàn em của anh, đứng trên sân khấu này trình bày lại những bài hát của anh, thì không biết là anh có cảm nhận như thế nào ạ? Xin chào tất cả quý vị. Chào cô Phương Dung, chào anh Châu. Hương cũng đang rất là háo hức muốn xem những cái phiên bản mới, sự sáng tạo của các em. Có nghĩa là họ phải cảm nhận về bài hát của mình và phải nghe mình hát rất là nhiều, phải tìm ra được cái lối xử lý riêng. Hương đang rất là nao nức đón chờ cái phần trình diễn. Một cái niềm vinh dự rất lớn cho Hương khi mình được chọn để làm chủ đề, để mà cho các em có những cái sự lựa chọn về bài hát hôm nay. Rất hạnh diện. Cảm ơn chương trình đã cho Hương cái sự ái món quà đặc biệt này. Hôm nay là anh sẽ đóng vai là ông Bụt dễ thương hay là ác thần khó tánh à? Hương thì luôn luôn dễ thương, dễ chịu với mọi người. Nhưng mà trong công việc thì nó rất là khó khăn. Bởi vì Hương không cho phép mình lựa chọn sai. Vì mình không có cơ hội làm lại một lần nào nữa hết. Ví dụ như bản ghi âm đi, mình có thể lười biếng mình hát một câu nó cũng xong rồi, trong khi mình có thể hát lại một câu đó nó có hay hơn, mà mình cứ lười mình cho qua thì để lại mấy chục năm sau đó mình đâu có đứng lên mình nói rằng là hôm đó tôi bệnh hay tôi lười hay là tôi khó, tôi như này thế kia, mình không có giải thích được, mà người ta chỉ nói mình hát dở thôi. Nên là rất là gắt và khó trong cái nghề nghiệp, nhưng mà đối với các đồng nghiệp thì lúc nào cũng thương yêu nhiều. Thưa dân ca Phương Dung, đối với Đàm Vĩnh Hưng là một người đã rất thành công ở những bài hát nhạc trẻ, sau đó anh ấy cũng đã thành công rất nhiều với những bài bolero bất hủ. Chị nhận định như thế nào về điều này ạ? Trước hết xin chào tất cả quý vị. Nhiều năm gần đây, tôi muốn trực diện với một người để nói lời cảm ơn. Hai tiếng cảm ơn rất là lớn. Và người ca sĩ đó là Đàm Vĩnh Hưng. Lý do tại sao? Thứ nhất, Đàm Vĩnh Hưng là những người trẻ và tất cả fan của Hưng là tất cả những em trẻ rất là đông. Nhờ có Hưng đã hát lại những cái bài hát mà đã từng một thời gian quý vị thương mến. Hai tiếng cảm ơn của Phương Dung là nhờ Đàm Vĩnh Hưng đã hát lại cái dòng nhạc đó và tất cả những người trẻ nhờ đó mới biết được những ca khúc mà trong quá khứ chúng tôi đã từng trình diễn và rất là tuyệt vời của dòng nhạc đó. Ôi cô ơi, cô nói cô nổi da gà luôn nè. Vâng, Nguyên Vũ hiểu được cảm giác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lúc này đây, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng bởi vì danh ca Phương Dung
là một cái đa cái đề đã dành lời cảm ơn đến với anh. Vâng, chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát ngày hôm nay. Thưa anh Thái Châu, đối với anh là một người đi trước, một bậc tiền bối, thì bây giờ lại có một người đàn em cũng từ nhạc trẻ qua rất nhiều dòng nhạc và trở thành một ngôi sao, thì anh nhận định về Đàm Vĩnh Hưng như thế nào ? Xin mời anh. Trước hết, Thái Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của MC đẹp trai Nguyên Vũ, cho tôi ôm Đàm Vĩnh Hưng miếng được không? Hai miếng đi anh. Đây là cái sự thay cái lời cảm ơn của anh, riêng cá nhân anh. Cũng như là cô Phương Dung vừa cảm ơn em, thì anh ôm em là cảm ơn Hưng, là người ca sĩ trẻ sau này mà tiên phong hát lại những dòng nhạc xưa, những dòng nhạc trữ tình, để cho đến bây giờ từ một cái em nhỏ thôi, tuổi teen thôi, 15, 16 tuổi, đi coi Thái Châu hát, yêu cầu Thái Châu hát dòng nhạc xưa, hỏi sao con không nghe nhạc của anh Hưng, nhạc trẻ đó không? Tại vì hồi xưa anh Hưng đó là cái người đầu tiên hát lại cái dòng nhạc này, khơi lại con. Và ông bà cha mẹ con nghe cái dòng nhạc này, rồi con nghe chú Thái Châu hát, ông Thái Châu hát, rồi con ghiền luôn. Thì đây là một cái gọi là phải nói là cảm ơn Hưng. Và cảm ơn kế tiếp những anh chị em khác trẻ tuổi nhưng mà vẫn tiếp tục làm cho dòng nhạc trữ tình vẫn sống mãi vào nhiều thế hệ. Thưa cô, thưa anh, thưa khán giả, anh chị em nghệ sĩ có hát hay như trời, có biểu diễn giỏi như là thần thánh mà không có khán giả thì cũng như không. Tất cả chúng ta phải gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu nhạc xưa, yêu bolero cho tới giờ phút này là như thế. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho ba vị giám khảo trong đêm nay ? Thưa quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh đó Nguyên Vũ cũng xin được trân trọng giới thiệu 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay, cũng là những vị giám khảo. Xin mời! Mỗi khán giả đặc biệt tại trường quay khi bình chọn sẽ là 0,1 điểm. Tổng 100 khán giả sẽ là 10 điểm, tương đương với một vị giám khảo chính. Thưa quý vị, cũng đã đến thời gian để các thí sinh chúng ta tranh tài với nhau rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tạm chia tay với một thí sinh ở cuối chương trình. Chính vì vậy mà Nguyên Vũ biết rằng là các thí sinh ngày hôm nay không chỉ phải nỗ lực hết mình để bước tiếp vào vòng trong, mà các bạn ấy còn phải phủ lên trên những bài hát, những tính cách, những cá tính của mình để chinh phục được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nữa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một thí sinh mà Nguyên Vũ thấy là bạn ấy rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, và dù hát hay, sáng tác và cả phối âm những bài hát của mình thì chàng trai này vẫn có một cái sự khiêm tốn nhất định, với một tính cách mạnh mẽ mà Đàm Vĩnh Hưng đã để lại dấu ấn trên những bài hát đang thịnh hành của mình. Liệu chàng trai này có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Trần Vũ. Đối với Vũ, trong đêm nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng thì một bài hát mà Vũ khá là quen thuộc và cũng khá là thích cái khoảng thời gian trước đây, cho nên là Vũ sẽ dựa vào cái màu sắc của bài hát đó và làm cho cái bài hát đó nó trở nên mới mẻ và thời thượng hơn. Và đương nhiên thì nó khác với tính cách của Vũ, tuy nhiên thì Vũ sẽ cố gắng thể hiện cái ca khúc đó đúng với cái chất của đó và đúng với cái bản phối mà Vũ yêu thích. Nhớ vẫn trắng đơn côi trong đêm, buồn như ai trăng rơi trên sông, cùng sóng nước chăn trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vẫn trắng em ơi phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng.
côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông, cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, nỗi nhớ mong manh đầy ngóng chờ, chờ em đến với những nỗi nhớ chỗ tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo úa với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn, anh trăng non ai chia đôi vùng. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ơn nơi vắng xa em, anh vẫn chờ. Yêu thương ngày nào, vầng trăng heo úa với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn, anh trăng non ai chia đôi bờ. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em, anh vẫn chờ. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. Cái phần trình diễn thì tốt, nhưng mà trong cái cách hát đó, cái bài hát như thế này nó dồn dập, nó kịch tính, thì anh cần có những cái điểm nhấn rõ nét hơn. Em hát hơi bị đều đều, mình phải nghiên cứu như thế nào trong cái ca từ, trong bài hát cái từ nào mà là điểm nhấn, em phát huy cái chỗ đó, rồi cái nốt phá cách nữa nó không rõ nét. Dù rằng em giờ đây vội vã, vui tình duyên mơ. Thì cố gắng nha, để khi người ta nghe cái bài hát Nửa Vầng Trăng, Trần Vũ hát chỗ này hay lắm nè. Phần dàn dựng đầu tư rất là hoành tráng, câu chuyện được sắp xếp cũng thuyết phục, cho với cái trang phục của em quyết định chọn về cổ trang hợp lý ha. Phần thể hiện của em tình cảm có, rõ ràng là có câu chuyện, có tình cảm, nhưng mà để cho nó thể hiện nó sáng và thoát hơn đó, thì phải lưu ý những cái nốt cao cao á. Đa số là các em trẻ hát cao là đưa cổ lên
đưa lên không phải là tốt đâu, nó đóng lại đó. Hát thoát là tí xíu nữa là hay. Tại cái bài này nó có vài chỗ đặt ngũ cung ở trong cái bài hát này, mình phải luyến lấy nó. Đó, thì nó sẽ ra được cái thần thái của một người đang mặc trang phục cổ trang hơn. Đó. Còn em đang hát trên một tinh thần của một người hát nhạc trẻ. Bản thân cái bài hôm này cũng đang rất là trẻ luôn. Đó. Khá trẻ so với cái bài cổ trang. À, lưu ý, dạ thôi chỉ còn hát tốt. Lần đầu tiên thấy Vũ đã thay đổi mặc đồ cổ trang. Và trong cái bài hát này, mặc dù mặc đồ cổ trang đó không hợp với Vũ lắm, cái phần hát của Vũ đó, cô chỉ nói về giọng hát và cái lối diễn xuất trong bài hát thôi, thì em làm rất tốt. Em hát cô thích lên cao và cái phần diễn xuất trong bài hát quá đẹp. Cái phần dàn dựng lạ, bao nhiêu đó không thôi, em đã có cái số điểm rất là khá. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Danh ca Phương Dung. 9,5. Số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Trần Vũ là 9,6. Chúc mừng bạn. Và ngay sau đây, tiếp tục mạch cảm xúc của bài hát Nửa Vầng Trăng Đơn Côi Trong Đêm, chúng ta sẽ đến với một không gian đầy huyền bí của ngày và đêm. Nguyên Vũ còn nhớ cách đây 15 năm, một bài hát đã đưa tên tuổi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến khắp mọi nơi và tên của anh bỗng vụt sáng. Bài hát Bình Minh Sẽ Mang Em Đi do chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng soạn lời Việt. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tan vỡ đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Nhã Trang cũng rất là thích bài hát này, nhưng mà khi mà chọn một cái bài hit như vậy thì nó cũng sẽ là một cái áp lực đối với Trang, một cái khó cho Trang, bởi vì là một bài quá hit của anh Hưng rồi. Nhưng mà Trang thì lại là một người phải nói là sao ta, càng khó thì càng thích, cũng khá là cứng đầu. Cho nên là Trang cũng muốn thử thách mình, mỗi vòng thì thử thách mình một ít. Và đến vòng này thì sẽ là một cái gì đó cũng khá là hay ho. Mọi người đón xem thử nha.
Ngay từ ngày đầu tiên anh nghe cái bài hát này, 2002, và 16 năm rồi. Lần đó là cũng nghe, đầu tiên là ca sĩ nữ hát bản gốc, anh đã viết một mạch liền từ 12 giờ đêm tới 4 giờ sáng là ra toàn bộ cái lời Việt của bài hát này. Anh đã gửi câu chuyện có thật của mình ở trong cái bài hát này. Và cũng lần đầu tiên ngày hôm nay, lần đầu tiên được nghe giọng hát của Như Trang. Và anh thấy nó tròn trịa và nó hoàn hảo tuyệt đối. Một cái bản hòa âm cực tốt, nhưng anh nhắc cưng một chút xíu này thôi, mọi thứ đã trọn vẹn hết. Và em sẽ là hoa hậu nếu như lúc giàn tấu em đừng quá khích, đừng quá phấn khích mà em cười nha. Em đang cười, khán giả đang vỗ tay cho em sướng, em lại cười trong một bài hát đang đau khổ như vậy nha. Em phải nhớ, phải trọn vẹn nuôi cảm xúc của mình hết cái vai diễn của mình luôn trong bài hát, thì cái vương miện hoa hậu chắc chắn sẽ đội trên đầu em thôi. Với cái sự dàn dựng, cô có cảm giác cô lạc trong một cái phim Star Wars của Mỹ. Rất là lạ. Mặc dù em đổi cái style hát của em, style em hát hết mình trong cái bài nhạc này. Chúc mừng cho em là được cái người này đứng lên vỗ tay đấy. Lúc trước đó, mỗi một lần Như Trang xuất hiện hát những cái vòng trước, những cái tập trước, thì Như Trang giống như là cái vệ tinh vậy đó, đang mò mẫm của mình ở đâu vậy, đi dò. Bữa nay dò đúng vị trí của em, mặc định đúng vị trí của em. Bữa nay em hát hết lòng, tôi cảm giác như thế, cháy hết người luôn, đúng cái chất của em, không còn gì để nói nữa. Người đứng dậy, người ngồi cũng vỗ tay vậy, người đứng dậy là ra hoan hô, người ngồi cũng vỗ tay, cũng chết luôn nè. Mỗi một ca sĩ có một cái dòng nhạc, có một cái sở trường của mình, thì hôm nay nhìn Như Trang hát, từ cái phong thái trên sân khấu, cách diễn như thế nào, và hát những cái dòng nhạc này, hát một cái bài hát như thế này, đúng chất của Như Trang luôn. Một lần nữa, vỗ tay. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung, 9,5. Danh ca Thái Châu, mời. Thưa quý vị, số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Như Trang. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Như Trang là 9,8. Chúc mừng bạn. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ một thí sinh mà Nguyễn Vũ tin chắc rằng là bạn ấy sẽ tự tin hơn rất nhiều, bởi vì bài hát bạn ấy chọn rất phù hợp với phong cách cũng như là dòng nhạc mà bạn ấy đã chọn, đó chính là dòng nhạc trẻ. Một bài hit của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một bài hát mà ai cũng yêu thích cả. Nhân gian đáng ân tình này mà lòng người nào có hay, dẫu biết yêu đương là cuộc tình, mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn trôi đi hoài, lá khô rơi xuống đây, mà sao ta muốn lá đừng rơi, chỉ mong tình yêu quên ngày tháng. Nhân gian đáng ân tình này mà lòng người nào có hay, dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say. Khi mà một ca sĩ đã định hình, một bài hát đã được khán giả quy định rằng chỉ có Đàm Vĩnh Hưng hát mà thôi, mới ra được cái chất liệu với cái hồn ca khúc, thì khi mình trình bày lại thì nó sẽ có một cái áp lực. Nhưng Thắng nghĩ rằng là cho dù là các bạn có thể là chỉ muốn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát mà thôi với ca khúc này, thì Thắng vẫn mong muốn rằng là hãy nghe Thắng hát. Thank you.
chân lặng thầm tìm về con phố khuya vắng em, tiếng yêu đương ngày nào còn vắng mãi trong ký ức đau thương. Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình anh lạc lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang theo bóng hình em. Yêu một người dù lòng em chẳng có anh, yêu một người dù tình em chỉ dối gian. Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa. Nhấp trên đắng ngàn tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn xô đi hoài, lá khô rơi xuống đầy, mà sao ta buồn lá đừng rơi. Chỉ mong tình yêu em quên ngày thơ. Nhấp trên đắng ngàn tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà mình vẫn mê say. Đã cố quên đi người, tháng năm xưa nhạt nhòa. Nhạt nhòa vàng xa khuất màn sương, ta đêm còn yêu hát men sâu. Trong ký ức đau thương, nhiều hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình anh lạc lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang theo bóng hình em. Yêu một người dù lòng em chẳng có anh, yêu một người dù tình em chỉ dối gian. Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa. Tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn xô đi hoài, lá khô rơi xuống đầy, mà sao ta buồn lá đừng rơi. Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng. Nhấp trên đắng ngàn tình này mà lòng người nào có. Trò đùa mà mình vẫn mê say. Đã cố quên đi người, anh chẳng biết năm nào. Nhạt nhòa vàng sao khuất mà sương, than đêm còn hiu hắt men sâu. Nhấp trên đắng ngàn tình này mà lòng người nào có hay. Trò đùa mà mình vẫn mê say. Đã cố quên đi người, anh chẳng khuyết năm nào. Nhạt nhòa vàng sao khuất mà sương, tan đêm còn hiu hắt men sâu. Cái chàng ca sĩ này á, nhìn cái dáng rất là hiền, ha, rất là nhu, mà lại hôm nay mới thấy là hợp với lại cái chất mà những cái dòng nhạc có kịch tính. Anh không ngờ là hôm nay là Thắng hát rất là đạt qua cái bài hát này. Thì hôm nay là một cái bài hát mà anh được nghe em hát là khá nhất. Nhưng mà có một cái điều nhắc nhở ở chỗ là cái ca từ nó dồn dập nhiều. Thì mình phải sắp xếp mình hát làm sao nó rõ nét từng đoạn, để cho nó đừng nghe nó hơi bị rối đó, nó hơi bị rối chút xíu. Em phải sắp rõ nét ra nha em nha. Thì tập này
Thắng hát hay lắm. Chứng tỏ rằng Thắng hợp với những cái bài này, cái dòng này, bài hát có chiều sâu. Và cái giọng của Thắng là có dày, có kinh nghiệm trên sân khấu. Nhớ, lựa bài cho kỹ. Và mình phải hát tới hát lui để mình mới diễn đạt được. Cảm ơn Thắng. Trước tiên là Hưng cảm ơn Thắng cũng như các thí sinh khác nha, đã có một cái sự lựa chọn như một sự nhắc nhở lại về những cái vinh quang mà Hưng đã tạo ra những bài hit như thế này. Cảm ơn em. Về cái độ căng của bài hát là Thắng có đầy đủ. Những cái nốt cao đó, những cái lúc mà căng nhất của bài hát là Thắng cho người ta cảm xúc rất là tốt. Rồi diễn xuất nó trong tầm tay của Thắng rồi. Tại Thắng còn là diễn viên nữa mà. Nên là thấy nó rất là dễ, không có khó đối với em. Về xét về hát thì Thắng làm bài này rất là tốt. Mang một cái gì đó rất là trẻ. Có những cái chỗ mà em theo anh nhé, em phải ngưng một cái đoạn nào cho nó hợp lý. Ví dụ như là nhà vàng xa khuất mang xương, ta đem con hiu hát. Em kéo dài ra, em cầm đi rượu, em tưới từ trên đầu, em cưới thẳng xuống luôn. Men sâu vẫn giữ hát luôn. Đấy không? Chứ không cần phải bỏ mất nguyên câu hát đi. Nó sẽ uổng. Cái hành động này chỉ là phụ thôi, câu hát vẫn là giữ chính. Nha, chúc mừng em. Vâng, xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Xin được mời số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Danh ca Vương Dung. 9,5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng là 9,6. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn, đối với một người đang có những bài hit đương thời như là Đàm Vĩnh Hưng thì Nguyên Vũ tin chắc rằng là cũng sẽ một phần nào đó gây khó khăn cho các ca sĩ, bởi vì khán giả ít khi nào chấp nhận những bài hát với những phiên bản khác so với những phiên bản gốc đang được yêu thích. Nào, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một cô nàng lắm chiêu, và Nguyên Vũ tin chắc là chẳng có điều gì làm khó cô ấy cả. Không ai khác, đó chính là Võ Hạ Trâm. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Ngàn lời xin lỗi
ngàn lời xin tha thứ. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Hay quá. Phải nói là nghe cô hát mà tim của tôi nó mệt. Càng nghe hát càng thấm thía. Cái bài hát này đó dành cho nam mà ở trong trong hát có cái sự mãnh liệt, tôi thấy có một cái tính cách mạnh mẽ, mà trong cái mạnh mẽ đó chứa đựng những cái tình cảm dây dứt trong cái cách nhả chữ, trong cái cách truyền cảm từng chữ của trong hát ra từng câu. Cái này là một cái ưu điểm mà lần đầu tiên nữa tôi nghe một người nữ mà hát cái bài hát này. Tôi không biết nói gì hơn là quá hay. Tôi rất là... Em đã diễn tả được câu chuyện và em đã sống với trái tim của nhân vật thứ ba. Thế cho người tác giả, em là người thể hiện một cái sự bị ruồng bỏ khi không còn tình yêu của đối phương nữa. Em làm quá hay trong những cái động tác em diễn xuất và em diễn trong cái lời em hát. Quá tuyệt vời. Hay lắm. Cảm ơn Hà Trâm. Anh biết Hà Trâm là người rất là giỏi về chuyên môn và hát được nhiều dòng nhạc khác nhau nữa. Và ngày hôm nay rất là bất ngờ, lần đầu tiên khi mà Hưng nghe một phiên bản hoàn chỉnh nhất bởi một giọng nữ. Chưa bao giờ nghe, tại vì bài hát này dành riêng cho nam. Nhưng mà em rất là can đảm để chọn ca khúc này thể hiện. Và cái sự mà chất chứa trong lòng em, một người con gái vẫn còn đam mê tới giờ phút cuối cùng, đã nhìn thấy cái sự phản bội của người yêu của mình mà vẫn sẵn sàng muốn đi tiếp con đường đó nữa. Nhưng mà người đó lại phủ phàng bỏ rơi em trong cơn mưa như vậy. Rồi em đã diễn đạt rất tốt. Cái sự cộng hưởng trong giọng của Trâm á, nó có sẵn và nó giúp cho những bài hát mà Trâm thể hiện nó hiệu quả hơn, nó tình cảm hơn, nó sâu hơn, khiến cho người nghe dễ cảm tình lắm. Đặc biệt là cái phần kết nó có mấy chữ thôi, nhưng em đúng là một sự sáng tạo. Và anh cảm thấy nó thuyết phục, hợp lý vô cùng luôn. Rất là đẹp hình ảnh, tất cả mọi thứ đi xung quanh em đều để tôn vinh cái bài hát này lên một cách rất là tuyệt vời. Quý vị biết không, như từ đầu Nguyên Vũ đã chia sẻ là cô bé này có thể nói là đã làm cho khán giả rất an tâm về phong độ của mình, cũng như là ban giám khảo cũng chưa hết bất ngờ về bạn ấy. Bạn ấy nhiều chiêu trò lắm. Và Nguyên Vũ còn biết được, anh Hưng biết được không, là bạn ấy hát bài này á với lại cái giai điệu là bolero nữa. Trời, anh có muốn nghe không ạ? Quý vị thấy sao? Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em.
anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Thật ra thì anh cũng có giỡn chơi trên sân khấu, cũng có nhưng mà nó chưa cái mức độ mà nó ngọt ngào và nó đàng hoàng như là em Trâm vừa hát. Em hát rock thử luôn coi được không, hoặc là cái gì đó nó khác hơn nữa. Một tràng pháo tay đi ạ. Ok. Người yêu hai ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em. Wow. Anh nhận xét sao ạ? Anh thấy rock nó còn hay hơn cái bản gốc luôn á. Mời danh ca Thái Châu. Mời. Vâng, thưa quý vị, số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Võ Hạ Trâm, xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Võ Hạ Trâm là 9,7. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, qua các phần thi trước thì chúng ta đã nghe lại được những bài hát mang đậm dấu ấn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đó chính là những bài hát nhạc trẻ. Còn bây giờ sẽ là một không gian khác. Nguyên Vũ còn nhớ cách đây 10 năm một chàng trai rất nổi tiếng ở những bài hát nhạc trẻ. Đàm Vĩnh Hưng bỗng cho ra đời một loạt những bài hát nhạc xưa, nhạc bolero nổi tiếng. Và ngày nay khi nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh những bài hit đình đám thì chúng ta có một Hưng rất là khác nữa, đó chính là Hưng của nhạc xưa. Và thí sinh can đảm tái hiện lại một Đàm Vĩnh Hưng của nhạc xưa không ai khác, đó chính là Mai Quốc Việt. Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ những tình đã xa xưa. Bên em,
tiếng em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào người cho ta biết trên cuộc tình thơ ngây ngày nào. Ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết. Em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào người cho ta biết tình là đáng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình thơ ngây ngày nào. Ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết. Em hát bài này, hát này đó, cảm xúc thì tốt, nhưng mà như thế này, cái kinh nghiệm sân khấu anh chỉ cho em một chút xíu kinh nghiệm về những cái bài hát mà có kịch tính và có những cái nốt cao kêu nhiều, mình hát muốn nghĩa là gào thét hoặc là nức nở những cái nốt cao. Cái bài này nó tư sự, nó rây rứt da diết, em cứ đứng yên một cái vị trí, em tập trung cột hơi cho nó tốt để em hát sâu lắng ha, tình tứ tình cảm hơn. Chỗ nào mượt mà mình vuốt ve, mình bỏ nhỏ, chỗ nào cao trào nức nở gào thét thì em tống những cái nốt lên, mà anh nghĩ em làm được điều này. Còn cảm xúc em hát rất là tốt. Một lần nữa anh nhắc nhở chút xíu chỗ này cho em thôi. Cô Phương Dung khác với Thái Châu là từ đầu bài cho đến cuối bài cô hoàn toàn đồng ý cái phần trình diễn của Việt. Xuất sắc. Ai cũng có cái cảm nhận riêng của mình hết. Cái giọng nói của Việt á, bản chất nó đã rất là dày và nó rất lợi thế cho những cái bài hát tự sự. Nhưng phần đầu á, em hát cực tốt, thì anh muốn là nó cái độ dày, cái độ chất ngất của người đàn ông, nó thái độ nó bình tĩnh, nó qua cái cơn đau rồi. Đó, cái bài hát này nó không phải là cái người mà đối diện với cơn đau trực tiếp nữa. Và ở phần sau anh muốn nó phải
có một gì nó phá lên tí xíu thì em đã làm được ha. Nhưng mà cái kinh nghiệm chia chữ thì anh sẽ chỉ cho em thêm, anh thử làm một lần nữa ha. Rồi ta cứ có thôi hết yêu người, em ngân dài luôn nữa, anh sẽ đỉnh điểm hơn. Cái kết thì lạ đấy, rất là lạ. Dù sao nữa, với một người trẻ đã chọn bài hát cứng cáp và nó dày dặn như vậy là một cái điều rất là can đảm, và một bài hát của quá nhiều người thể hiện thì mình cũng phải làm lại cái gì để cho nó khác những người đi trước. Thì em đã có được cái nồng nàn độ chính của người đàn ông trong bài hát này, chúc mừng em. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm, xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. Mời danh ca Thái Châu, 9,5 số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt, xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt là 9,5, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với bản tình cuối, Mai Quốc Việt đã khép lại phần dự thi ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là phần chờ đợi của khán giả, đó chính là phần trình diễn của giám khảo chủ đề. Chúng ta vừa thấy một Đàm Vĩnh Hưng với những bài hát nhạc trẻ, một Đàm Vĩnh Hưng với dòng nhạc xưa, thì ngay sau đây Đàm Vĩnh Hưng sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát nói về tình yêu quê hương đất nước. Một bài hát mà nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác cách đây 30 năm với những cảm xúc rạo rực về những con người ra đi bảo vệ tổ quốc. Cách đây 5 năm, Đàm Vĩnh Hưng đã trình diễn và khiến cho khán giả ở khắp mọi nơi đều yêu mến bài hát này trở lại. Vâng, bài hát được mang tên Chiếc Vòng Cầu Hôn. Một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng siêu sang một khúc tình ca đợi chờ, theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng siêu êm, tỏa xuống ngọn núi người lính yên nằm, ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Tôi yêu cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai, nhìn những người lính hành quân qua rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em, ai mang trên tay mối tình của em. Thank you.
yên lành. Người con gái ngồi theo bên thềm, lung linh đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng siêu xem một khúc tình ca đợi chờ. Thương anh, thương anh, thiếu áo em chờ anh. Đêm 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 tia sáng em gọi anh, gọi anh, gọi anh, gọi anh cao nguyên đầy gió. Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai, nhìn những người lính bên ánh lửa hồng. Ai mang trên tay chiếc vòng của em yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió. Quê hương mênh mang điều sao buồn thương. Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về, bơm khung trên tay chiếc vòng của em, bơm khung trên tay mối tình của em, ôm em trong tay mối tình dịu êm. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình với phần công bố kết quả. Trần Vũ, điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho bạn là 9,5, tổng điểm 38,1. Như Trang, điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho bạn là 10 điểm, điểm tổng của bạn là 39,3. Bá Thắng, điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho bạn là 9,5, tổng điểm 38,1. Võ Hà Trâm, điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho bạn là 9,5, tổng điểm của bạn là 39,2. Mai Quốc Việt, điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho bạn là 9,5, tổng điểm của bạn là 38,5. Như vậy là Như Trang là thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm nay. Chúc mừng bạn. Xin được mời lên sân khấu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trao giải nhất tuần cho ca sĩ Như Trang. Một lần nữa xin được chúc mừng Như Trang với giải nhất tuần và xin được cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, như thông tin từ đầu chương trình, Nguyên Vũ đã thông báo đêm nay chúng ta sẽ tạm chia tay với một thí sinh nữa, và chúng ta cũng sẽ gặp thí sinh này ở đêm thi lội ngược dòng. Người dừng lại đó chính là Bá Thắng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với Nguyễn Lê Bá Thắng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp lại bạn ấy ở vòng thi lội ngược dòng. Vâng, xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để chia sẻ những cảm xúc với các thí sinh. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.